đến với một màn hát văn theo lối của Nghệ An ạ, văn cổ, bài Diên Cờ Đền Thiên, và trong đó chúng ta sẽ hiểu hơn về công việc của cụ Nguyễn Đăng Cẩn cùng con cháu. Đường xa mới biết ngựa hay, ngày vinh quý đã nghĩ ngày diễn nữ cờ đền thiên có từ bao giờ mà nay nắng mưa hoang tàn, xin thần nì cao cát cao sơn cùng bao tổ nghiệp đi trường vị tha một thời nơi làng đào nhà. Cơm đắp đồi phối vai tình người, ngày về trước đấng anh linh mẹ thương muôn thắm xót xa lòng mình. Kính lạy thần cao quát yêu dân vị, một đời trên chiếc quan đàn nơi làng đào nhà, nay anh sẽ về để đổ nát góp của văn tâm dựng đền, bạn bè thân hiếu gần xa tiếng hô hậu phát tâm dựng đền. Thì nói rõ cho cô Năm được là cái đền Diên Cờ này là có từ năm 1288. Thì qua nhiều năm tháng, qua hai cuộc là kháng chiến, cho nên là nó xuống cấp nghiêm trọng. Thì đời tôi lớn lên thì đã biết là làng ở đây là còn ba đền, dập nhất, dập nhì và dập ba, thì đây là dập nhì. Thì thường là quanh năm là thờ cùng là ra đầu xuân là lễ hội làng, thì rước là kiểu các đền chùa về đó. Rồi là do chiến tranh tàn phá và nói thăng đã làm một phần, do người mình cứ đánh giá là giữa dưới tâm dưới vật chẳng có hiểu gì, cho nên là làm cho nó mãi một đi. Thì sau khi là con ba tôi là đơn vị là quân đội làm kinh tế đề nghị là bây giờ ta về ta xây dựng quê hương là chính. Tôi nói nó cái thành ra được là ủy ban tỉnh và sự là thông tin văn hóa cho phép, thì khi ấy mới bắt đầu là tôi mới gọi thợ, gọi thằng cháu với tôi bên ngoài cũng là thợ thầu hành làm nhà thôi, và tôi biết tay nghề hành khá, cho nên hành sẵn hàng là hành nhận. Rồi thiết kế thì giáo viên thiết kế mà con của tôi ở Hà Nội đưa về. Thì làm như thế là hơn một năm. Phần thô thì do người địa phương, như phần tinh là thợ hủy. Thợ hủy là phải hai tốp đấy. Một tốp làm không được hài hòa cho làm, cho nên nó phải đi gọi tổ khác. Thì làm như thế là đến nơi đến chỗ. Là vì là thợ là phải theo chủ, và do cái ý thức của mình và cái hiểu biết thì trên bản vẽ là cơ bản
nhưng mà phải con người đọc được bản vẽ mới hiểu được, thông suốt được cái cách làm thì mới làm hình thành là như thế. Đã không làm thì thôi, làm phải hết tâm huyết. Nhưng mà không những là đấy, làm là tôi là người là bỏ tiền ra đầu tiên, nhưng mà kêu gọi cả công ty, chứ đâu không phải là của tôi cả mà nè. Cái này phải xác định cho rõ ràng như thế. Cho nên là như tình nói là xã hội hóa trong công việc xây dựng, nhưng mà xã hội hóa thì chỉ có mấy đơn vị công ty là còn mà tôi. Rồi ngoài ra một số mà tôi làm, như một số người ta cũng tiền ấy, hay là các vị lá hành là người ta cũng tiền. Chứ nếu không có tâm, có cảm xúc thì phui tái như thiên hạ, thiên hạ bao nhiêu mồm nơi thì phép cái làm cái gì mà cho nên kỳ này phải nói là nơi đi đến nơi là giấu cái tâm, mà không những tôi và nhiều người đồng thuận mới làm được, chứ một chắc tôi cũng thể làm được. Còn là ý niệm của tôi nữa, mà tôi là đấy là mười khi xương, còn muốn được mọi người có tâm có tầm thì nên đồng góp xây dựng, làm sao ngay một phát triển và đi khách thập phương là về cúng tiền và là riêng mộ. Thì cái việc mình là đang càng quá trình lâu dài, và hiện nay ý đồ của tôi đang định đề nghị lên là chính phủ, nhà nước, bộ văn hóa là thành di tích lịch sử quốc gia. Ý niệm của bà tôi là nó mục đích là như vậy. Chứ còn cây lý thì phải nhớ là các ông có trách nhiệm về lãnh đạo, nhưng mà về cùng nhân dân đồng thuận thì sẽ làm được, không có việc gì khó mà đồng thuận thì tất nhiên nó làm được cả. Hương cha nắng sớm mưa chiều, một năm cả nắng dõi theo công trình, vì tâm vì đức lòng thành, cũng vì nơi chốn cho mình ngày mai. Ý a ơi a ơi a, vẫn liều cố nghĩ cách làm hay, không cha vọng biến lấy ai đầy thừa, vinh tám quang lập nghiệp thơ, cha như một cuốn bách khoa thư đền đài. Ơi ơi cha ơi, giờ đây cha đã về rồi, gần xa hỏi có mấy người như cha, lo việc chung hơn việc nhà, đường đi đường bước tính xa liều đời. Giờ đây cha đã về rồi, cần xa hỏi có mấy người như cha, lo việc chung hơn việc nhà, tổ nghiệp cứu mãn đồ chi, ngày khánh thành đền, ngày khánh thành đền thì cha đã ra đi. Dương gian trần thế con người,
trường đông chữ tiếng lành đồn